khẩu hiệu bất tri thân. Thật ra cũng chưa hẳn như vậy đâu. Chỉ cần quý vị khán giả xem qua chuyên đề bói toán tướng mạo này thì các bạn nhìn vô tướng mạo của người khác, chẳng những biết sơ qua vài ba phần mà còn có thể biết được nhiều thêm nữa, thậm chí có thể biết cả toàn bộ. Muốn coi về tướng mạo trên căn bản phải coi về mặt mũi trước. Thầy Lâm à, vậy thì về bói toán ngũ quan mặt mũi phải coi cách nào đây? Thật ra coi về ngũ quan mặt mũi điều đó cũng đơn giản thôi. Trước hết mình đã biết thứ tự ngũ quan. Đó là mắt, mũi, tai, họng, mày. Mày, đúng cả mày nữa. Đó là ngũ quan của con người. Tôi xin kể quý vị biết về con mắt. Bản thân con mắt là nam nữ cung, mày là huynh đệ cung, mũi gọi là tài bạch cung, còn miệng thì gọi là xúc nạp cung, còn lỗ tai người ta gọi là tải thính cung. Tất cả những phần này người ta gọi là tổ hợp quan. Dĩ nhiên trong tổ hợp tập của ngũ quan như vậy đó, về thời thiếu niên thì người ta coi về chân mày với lỗ tai, còn về thời vẫn trung niên thì phải coi về chân mày với con mắt và cái lỗ mũi này có hợp với nhau hay không. Tuổi lớn hơn chút xíu phải coi về lỗ mũi và cái nhân trung, coi tuổi từ 41 tới 46, sau đó phải coi về phần miệng, chia thành 5 phần. Đó là về coi mặt mũi tướng mạo. Còn về phần gương mặt, phần gương mặt thì phải coi như thế nào? Phần gương mặt chúng ta phải chia nó ra thành 10 loại. Trong 10 loại gương mặt sau đây, đó là điều duyên mục dụng phong, giáp do thân dương độc. Nè, viết chữ điền dĩ nhiên phải coi hết 4 phía. Đó là đã cho biết, cái này từ lọt lòng mẹ cho tới ngày chết đều sống được vững vàng. Về duyên, duyên có nghĩa là những người có gương mặt tròn trịa đó. Cho chúng ta thấy là những kẻ có mặt duyên điều gì cũng hài hòa, sống hòa thuận thảo. Rồi tới chữ mục, chữ mục thì hơi dài, nghĩa là người có gương mặt chữ mục bắt đầu từ ngày lọt lòng mẹ cho tới ngày chết cuộc sống vẫn bình thản yên ổn. Đối với chữ do là tự do, có nghĩa là ở dưới rộng ở trên nhọn. Những người có mặt chữ do này lúc còn nhỏ thời vẫn thê thảm. Nói qua vấn đề gương mặt chữ giáp của chữ Hán nó ngược với chữ do. Gương mặt chữ giáp thời niên thiếu sung sướng, tới già thì xấu đi. Qua tới chữ thân của chữ Hán thì chính giữa rộng trên dưới nhọn, có nghĩa là thời trung niên sướng. Còn nói về gương mặt chữ phong hay là chữ dụng, có nghĩa cho chúng ta thấy gương mặt này có chút cốt cán. Do đó dạch rõ chúng ta thấy những người gương mặt này thời vẫn thê thảm lắm. Thôi thầy Lâm, thế nào mới gọi là thập nhị cung hả? Thập nhị cung như thế nào, nói cho tôi biết vài cung. Đó là mạng cung, anh em cung, quan lộc cung. Ok thôi được, đừng nói gì hết, anh cứ nhìn kỹ lên bảng đã, cứ nhìn kỹ nha. Tại sao gọi là mạng cung? Mạng cung nó ở giữa của hai đầu chân mày, nó nằm giữa ấn đường, đó gọi là mạng cung. Còn anh em cung, cái chân mày của mình gọi là anh em cung. Còn cái quan lộc cung nó nằm ở gần trên của mạng cung, cũng tức là từ mạng cung trở lên trên, khu vực đó gọi là quan lộc cung. Còn thiên di cung? Thiên di cung chúng tôi gọi đó là nghịch mã, nó nằm tận vị trí của hai cái trán. Phu thê cung thì sao? Phu thê cung nằm ở mí chót gần giáp mí với lỗ tai, chúng tôi gọi khu vực đó là phu thê cung. Tử nữ cung? Tử nữ cung nó nằm ở dưới mí mắt, khu vực hòa đầm. Hai kế khu vực này chúng tôi gọi đó là tử nữ cung, tức là cung con cái đó. Điền trạch cung? Điền trạch cung nó nằm ở trên mí mắt chính giữa chân mày, nó bao gồm hai mí mắt gọi là điền trạch cung. Nhà cửa hay là ruộng nương mình rộng lớn thế nào cứ nhìn dưới đây là biết rõ hết. Phước đức cung? Phước đức cung nó nằm ở dưới chân mày gần khu vực của màng tàng, phần sau cuối chân mày có lòi ra chấm sừng nhỏ, chúng tôi gọi đó là phước đức cung. Nô bộc cung? Nô bộc cung nằm ở dưới bao gồm cả cái càm của mình, tất cả dưới đó chúng tôi gọi là nô bộc cung. Tật ách cung? Tật ách cung nằm ở giữa sống mũi của mình, chúng tôi gọi chỗ đó là tật ách cung. Tài bạch cung? Tài bạch cung nó nằm ở cả khu vực lỗ mũi của mình, chỗ đó gọi là tài bạch cung. Tướng mạo cung thì sao? Tướng mạo cung phải nói bao gồm cả gương mặt, mình gọi chung là tướng mạo cung. Trong cung thật của tướng dị mạo mình đã cho mình biết rõ, chẳng hạn vợ của mình có tốt hay không thì phải coi về phu thê cung. Nếu muốn coi toán về tài vận của mình như thế nào thì phải coi về sống mũi. Mạng mình có dưỡng tốt không phải coi về mạng cung, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Sẵn trình bày luôn, ngoài trừ mạng cung này ra còn phải bói toán vị trí nữa, còn phải coi luôn hạn tuổi của mình. Quý vị có biết nó phải coi cách nào hay không? Làm sao coi? Anh làm ơn đứng ra chỉ đi để tôi giải thích cho. Tôi chỉ không nói nha. Thế nào đây? Cứ nhìn kỹ đi, bắt đầu coi từ lỗ tai trái. Ở đó có thể coi từ 1 tới 7 tuổi. Nếu coi cả hai bên lỗ tai thì coi từ 1 tới 14 tuổi luôn. Nếu coi riêng bên lỗ tai phải, coi từ 8 tới 14 tuổi. Bên kia nói rồi, từ 1 tới 7 tuổi, nhớ kỹ đi. Lúc 15 tuổi phải coi về thời vận ở trên trán. 15 tuổi coi giờ này? Đúng rồi, từ đó trở lên. Ở trên trán phải nói là từ 15 tuổi tới 30 tuổi, khoảng thời gian này thuộc về thời vận trán. Cái đó gọi là thời vận của thời niên thiếu. Ngay cái khoảng giữa từ 13, 19, 22, 25, 28, ở cái vị trí đó gọi là thời vận về ấn đường. Trong cả cái khu vực này chúng ta gọi đó là vị trí của quan lộc. Tới 31 tuổi phải coi về chân mày, từ chân mày của bên mắt trái đó là coi về từ 31 tới 34 tuổi. Trong khoảng thời gian 4 năm đó phải coi luôn cả hai bên chân mày, cho tới 35 tuổi thì phải coi về thời vận của con người. Phải coi bắt đầu từ bên mắt trái, coi đi từ cái buổi này mãi cho tới khi 40 tuổi, thời gian liên tiếp 6 năm phải coi về con người, có nghĩa là tròng mắt. Từ 41 tuổi trở lên bắt đầu phải coi về thời vận sống mũi, từ thời gian đó cho tới 50 tuổi dứt khoát phải coi cả luôn hai lỗ mũi, đó là thời vận của tuổi trung niên. Từ 51 tuổi trở lên là thời vận của nhân trung. Trong tuổi đó tới 60 tuổi phải coi bao gồm cả bộ phận miệng, từ 61 tuổi trở về sau đó là coi về thời vận nô bộc, mãi cho tới lúc 80 tuổi mới dứt điểm. Đó là cách bói toán của chúng tôi, chúng tôi căn cứ theo từng bộ phận trên gương mặt mà xét đoán.
Cảm ơn thầy Lâm nhiều lắm. Cứ căn cứ vào khu hình thì đã biết sơ qua về tam định. Trong đó tam định phải phối hợp luôn tuổi tác của mình nữa. Đúng vậy, rất đơn giản. Thượng định là thời của thiếu niên, trung định là thời của trung niên, cuối cùng hạ định là thời của hảo niên. Hoàn toàn chính xác hết. Riêng về thượng trung hạ tam định này, chúng ta phải xét đoán bằng cách nào đây? Một lát nữa sẽ có sự giải thích tường tận với quý vị. Sau đây chúng tôi xin mời thầy tiên tri bói toán Khoáng Dĩ Hùng giải thích về cái miếng áo thượng định trước đã. Bây giờ xin mời chị Tiểu Huệ. Cảm ơn chị Thanh. À nè thầy Hùng à, vậy thì thượng định chỉ cho các bộ phận nào? Nói về thượng định thì phải coi cái chân nóc mình ở trên trán, từ đó coi xuống tới chân mày, cho tới vị trí ở ấn đường, chúng tôi gọi nơi đó là thượng định. Về thượng định nếu chia tỉ mỉ có thể chia ra thành nhiều khu vực. Ngay chỗ này gọi là quan lục cung, trong đó có phụ mẫu cung, tức là cung cha mẹ. Còn nghịch mã là hai nơi rộng nhất ở trên trán mình gọi là nghịch mã. Còn phước đức cung nó nằm hai bên màng tang của mình. Về màng cung thì nó nằm giữa ấn đường, nếu quay về anh chị em thì phải coi hai bên chân mày. Đại khái chia thành như vậy đó. Vậy thì xin phép thầy coi từ chân tóc trở xuống. Nói về chân tóc thì trong bói toán học nó chia thành mấy loại? Về chân tóc trong bói toán học chia làm ba loại. Loại thứ nhất nó nằm ngay ở trên trán của mình cũng như cô vậy đó. Có cái mũi chỉ ngay ở giữa, đó là mũi mỹ nhân chỉ xuống. Chúng tôi gọi là mũi kim kê. Còn loại thứ nhì là chân tóc cứng chắc giống như lưỡi cưa, cao thấp so le chúng ta dồn vô giống như lưỡi cưa. Còn loại thứ ba là ở hai bên mí trán, mọc ra chút xíu lông măng rất là ngắn. Loại lông măng này không có bao giờ mọc già, từ hồi còn trẻ cho đến khi già nó vẫn mọc như vậy. Ba cái thứ chân tóc mọc ba cái kiểu như vậy. Riêng các loại chân tóc mọc theo kiểu cưa, nó có thể hiện cho chúng ta thấy sức khỏe cha mẹ của người đó cũng khá lắm. Sức khỏe cha mẹ người đó cũng khỏe người khác. Chẳng hạn như cha mẹ bệnh nặng phải phẫu thuật, giải phẫu, hoặc là cha mẹ có sự mâu thuẫn với nhau, thậm chí bất hòa nữa. Trường hợp đó hay xảy ra trong gia đình. Nhưng thế nào gọi là chân tóc tốt? Đó là một người mọc đàng hoàng chỉnh tề, vừa không có lông măng, vừa không phải như lưỡi cưa, và không có mũi nhọn chỉ xuống. Đến cái đó mới gọi là chân tóc tốt. Ồ, vậy thì quan lộc cung, phụng mẫu cung, nghịch mã cung với phước đức cung làm sao mình mới coi rõ ra được? Đây là quan lộc cung, nó ngay giữa trán của mình. Quan lộc cung của cô rất là tốt đó. Thì sao? Nó nằm ngay vị trí chính giữa chỗ này. Ở vị trí người ta sợ nhất là bị gãy, cũng như tôi vậy đó. Nó đều bị gãy hết. Về quan lộc cung mà bị gãy không thể làm được chức lớn đâu. Dù cho làm được viên chức nhà nước thì người ta lên chứ người đó không có lên chức được đâu. Đó là qua quan lộc cung. Đồng thời ngay vị trí này ngại nhất là lằn nhằn. Nếu có lằn nhằn hay là bị gãy thì quan lộc cung này dứt khoát không bao giờ tốt. Thật ra trong vị trí quan lộc cung này mình phải chia thành ba bộ phận. Mình dán tóc lên thì thấy ba vị trí của nó. Ngay cái điểm cao nhất chúng ta sẽ kết luận được người này có trực giác cao hay thấp. Còn ở khoảng giữa chúng ta nhìn vào có thể đoán được người này chính xác hay không. Còn ở vị trí ấn đường nó đã hiện ra cho chúng ta rõ mức độ quan sát của người này được chính chắn hay là số cái gì. Điều đã cho chúng ta biết để xét đoán như vậy thì hai bên phải trái của quan lộc cung, đó là khu vực để coi về cha mẹ, cũng là phụ mẫu cung. Vì vị trí phụ mẫu cung này đều sợ nhất là cao thấp, bởi vì bên trái nó đại diện cho cha mình, bên phải là đại diện cho mẹ mình. Nếu như cao thấp chênh lệch thì đã cho thấy cha mẹ của người đó đã xảy ra một vấn đề xấu gì đó. Đồng thời nếu muốn nhờ cha mẹ giúp mình hoặc là quan tâm cho mình thì không thể nào được đâu. Nếu chúng ta nhìn rộng thêm chút nữa, nhìn từ nơi phụ mẫu cung nhìn ra, vị trí đó gọi là gạch mã thiên vị cung. Khu vực này làm sao mới rộng ra được chứ? Rộng ở chỗ này có nghĩa là khu vực này một tóc rất dài, nơi đó rất nhiều tóc, nếu vuốt hết lên thì giống như người trọc đầu. Có người thì vị trí ở đó quá chật hẹp, cả tóc cũng chật hẹp luôn. Nếu nói tới vị trí ở đó rộng thì có nghĩa là người này đi xuất ngoại làm ăn khá giả, chẳng hạn như đi xuất ngoại trình diễn hay là muốn di dân ra nước ngoài để lấy chồng thì hoàn toàn rất là thuận. Đó là đoán xét như vậy. Nếu những người có vị trí chật hẹp dù có đi nước ngoài làm ăn cũng gặp khó khăn, chẳng hạn như đi nước ngoài gặp phải đau ốm, sức khỏe không được dồi dào hay là có vấn đề gì rắc rối khác, thông thường thì có tình trạng đó. Nếu từ vị trí nghịch mã nhìn xuống hai khu vực ở bên màng tang, chỗ này chúng tôi thường gọi là khu vực phước đức cung. Cái phước đức cung này nhất định phải được no tròn. Nếu như người nào được no tròn như vậy thì đã thể hiện cho thấy thời gian của người đó luôn luôn gặp may mắn. Như cô cũng no tròn lắm đó. Có nhiều người bị thủng vô, nếu như người nào bị thủng vô như vậy thì suốt cuộc đời của người đó đều bị lận đận khổ cực. Chúng tôi gọi đó là mạng gian khổ và phân tích thành như vậy. Vậy thì còn chân mày với mạng cung, nhìn với nghe thì nhiều cách lắm, thật ra phải xét đoán như thế nào hả? Thật ra cái điểm đó có mấy loại lớn thôi. Nếu phải đoán về chân mày thì có nhiều người mọc chân mày rất cao. Chân mày cách xa mí mắt quá nhiều gọi là mày cao. Nếu chân mày cao thì biểu lộ người đó về thời thiếu niên rất là khá, đắc chí về thời thiếu niên. Nếu như người nào có chân mày cao đã thể hiện ra cho thấy thì người đó được dung minh khí. Có nhiều người chân mày thấp thì sát mí mắt, ở rất sát vị trí con mắt của mình. Chân mày thấp đã tổ lộ ra cho thấy, nhất là về đàn ông thì khẳng định người đó thờ bà. Tục ngữ có câu chân mày thấp không có chí khí đàn ông, sách có roi mây quỳ dưới chân vợ. Sao khổ vậy? Còn có nhiều người chân mày ở đầu thì đậm, phần sau thì thưa. Những người có cặp chân mày như vậy đã tổ lộ ra cho chúng ta thấy họ làm bất cứ điều gì cũng có đầu chứ không có đuôi. Cũng có nghĩa là ban đầu rất là xâm tụ. Thông thường những người như vậy trước 34 tuổi đều không có phần tài lộc, sau 34 tuổi mới khá hơn. Có người chân mày bên cao bên thấp, chân mày một bên cao hơn một chút, còn bên kia thấp hơn. Những người có chân mày cao thấp như vậy tổ lộ ra cho chúng ta thường thấy anh em một mẹ khác cha hay là một cha khác mẹ.
Cũng có nhiều người chân mày của họ vừa đậm lại vừa nhiều. Cái đó chúng tôi gọi là chân mày La Hán. Những người có gặp chân mày như vậy thì hằng ra cho chúng ta thấy người đó luôn luôn là con của người vợ bé. Có nghĩa là người mẹ sanh người này ra luôn luôn là vợ bé của người cha kẻ đó. Những người mà có cặp chân mày thường thường là lúc sơ sinh, cha mẹ bán thủ qua cho người khác để nuôi dùm. Trước đây thường hay bán như vậy lắm. Có nhiều người lại có cặp chân mày trùng điệp. Cặp chân mày của họ giống như con thoi dệt vải, từng chóm mọc không đều lẫm chỗm. Những người có cặp chân mày như vậy, nếu như đàn ông thì có hai vợ, đàn bà thì dứt khoát phải có chồng. Ở vị trí hai chân mày của chúng ta gọi là mạng cung. Nếu như mạng cung đó rộng ra thì lại tướng tốt. Có nhiều người mạng cung chật hẹp. Những người mạng cung thường hay nhỏ mọn. Những người nhỏ mọn như vậy thường dễ giận khiển trách và chán nản. Mọi việc đó là cách xét đoán của chúng tôi. Có nhiều người mạng cung rất là lớn. Nếu mạng cung quá rộng thì con người dễ dãi quá chứ hẳn là tốt đâu. Dĩ nhiên đó cũng không rộng không hẹp, đó là tiêu chuẩn nhất trí của mạng cung của mình, tầm cỡ với hai ngón tay. Trong trường hợp nghịch mi còn có thể phân tích được thêm một việc nữa. Nghịch mi có nghĩa là chân mày bị gãy, người đó đương nhiên khó nuôi lại bị chết yểu. Tướng mạo của con người thế nào mới gọi là tốt hay là xấu? Đó là trên trán hơi dồ ra một chút, không bao giờ có lằn nhăn, đừng để cho có vết thẹo mới gọi là tướng tốt. Nếu như cung mạng của mình tốt thì thời vận cuộc đời của mình khá và dương lên. Thời vận đó có thể tới cho mình sớm hơn, cưới vợ sớm, sanh con sớm. Nếu như ấn đường ở đây nhỏ và chật hẹp thì thời vận của mình tới trễ, cưới vợ cũng trễ và sanh con cũng muộn. Rất là chính xác, cảm ơn thầy Hùng. Thượng đình thì chúng tôi đã trình bày xong với quý vị rồi, tiếp theo phần sau chúng tôi sẽ phân tích về trung đình. Vậy xin quý vị nhớ đón xem.